thầy Dương Trung Hiếu. Mến chào toàn thể các anh chị em có mặt trong group. Thì trước hết mình xin tự giới thiệu, tên mình là Minh Hải, nick Facebook cũng là Minh Hải. Năm nay mình 36 tuổi rồi, sinh năm 1982. Hiện tại thì mình đang sống ở Hà Nội. Thế và cũng muốn giới thiệu qua một chút với cả tất cả các anh chị em về cái quá trình mà đến với YouTube của mình. Thì biết đến YouTube thì cũng biết đến lâu rồi, thế nhưng mà kiếm tiền với YouTube thì thực sự ra là từ năm 2017. Thì năm 2017 mới nghe đến có một người bạn nói là có cái chuyện là kiếm tiền trên YouTube. Thế thì cũng vì tò mò về cái thông tin này thì về nhà mình lên mạng mình tìm kiếm cái thông tin này và đọc rất nhiều các cái thông tin từ các cái trang web và tìm kiếm trên chính YouTube luôn. Thế sau quá trình tìm kiếm cũng khá nhiều nguồn thông tin, tình cờ thì gặp được cái video của thầy Hiếu giới thiệu về cái cách tạo Gmail và tạo kênh YouTube. Thế thì thực tế là đến cái thời điểm mà tìm kiếm đấy, đến cái thời điểm mà tìm kiếm được cái video của thầy Hiếu thì lúc đấy là cũng chưa hoàn toàn tin là có cái chuyện kiếm được tiền trên YouTube, chưa tin vậy. Thế nhưng mà sau khi xem hết cái video của thầy Hiếu rồi thì mình không xem các kênh khác nữa, chỉ tập trung xem cái kênh của thầy Hiếu thôi. Không phải bởi vì là thầy Hiếu hướng dẫn dễ hiểu hay là cái thông tin của thầy Hiếu nó đưa ra nó có cái gì cuốn hút, mà bởi vì